9 mà. Rồi, ngày hôm nay các anh cứ đánh khoảng 20C đi. Bây giờ tôi đã làm bát mì tôm trứng, cảm thấy nó ấm lòng rồi. Nhưng không cần thiết nhiều nữa. Vâng, lại là Kenny Sang và Kalathang. Vâng, và hai ông vần rất giống nhau. Đều có lạc đà nhưng khác bọt ở chỗ một ông có cung G, một ông dân nhưng mua ít hơn. Được rồi. Ngày hôm nay thì cũng như các anh, tôi cũng không biết các anh vô tình hay cố ý nữa. Ai đã úi giời, tôi hỏng rồi, Kenny Sang rồi. Vâng, và ngày hôm nay thì người yêu của Chipboy cũng đã ra tiếp tục mua cho game thủ nô 1. Vâng, thêm cái bánh mì, thêm cái bánh mì sữa nữa. Vâng, và cứ thế cắm vào mồm game thủ nô 1 thôi. Nhai đến sáng cũng ăn cũng không hết. Ở đấy bảo đấy, cảm giác thấy sướng chưa? Bỏ chưa? Đấy. Tiếc mấy đồng tiền quà 20 tháng 10. Rồi. Kenny Sang đã toạc một dân. Chúng ta đã chở Chipboy. À, lô 1 đi. Lô 1 chưa bị toạc dân nào. 12/16. Nhà cửa xem nào. Anh dò thấy cái gì chưa? Nói rồi. Còn SH các bạn có thể thấy nó giá trị đến từng... Nó đã giá trị đến từng cái ria ở lốp liền. Nó mới đến mức độ như thế cơ mà. Úi dồi kìa, đừng dò ra cả quả các thứ, đỡ chết dân. An toàn đến kinh khủng, an toàn đến kinh người. Bảo tại sao giá nó đắt như vậy. Như con gem của tôi cứ để giữa đường, lỏ máy tôi vào quán game tôi ngồi tôi chơi hết một trận chế 15 phút, ra đến nơi vẫn còn nguyên. Và không biết có ông nào ông ấy trộm hộ đi, còn được mua xe mới. Lại thêm con nữa. Thấy bầy hiêu. Có SH trận này thì anh đỡ phải vác dân đi mà dò. 18/20 rồi. Ôi, cái gì đấy anh? Tôi vẫn loáng thoáng hình như thấy con voi đen. À không phải. Vâng, hai con voi đen húc nhau trong bóng tối. Xem đây. Kenny Sang nào. Ái giả, hello Chipboy. 20/24. Đói. Thấy có vẻ hơi đói. Úi giời, các bạn có thể thấy đến tầm này cũng là đuối rồi. Đấy, nhìn thấy dân của Kenny Sang. Nhưng mà tay này thì được ăn khỏe nhất trong 4 ông rồi. Mồm rộng tóc ngoác đến mang tai, người yêu đút cho, thậm chí này biết có được bát cháo là không. Tôi bây giờ cả đời vẫn chờ có bát cháo lưỡi, không biết bao giờ kiếm được mà ăn. Tìm đi. Nô 1. Ấy dạ, lại ăn chanh với Gunny à. Ôi giời, được không no rồi. Thấy đội ôi bà voi câu ngay nha. À, Adni câu của AS Roma ngay. Úi giời, đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Dường như là game thủ nô 1 anh đi sang bú chung với Gunny. Rồi bảo chú mày đói, tranh thủ cái thời gian đói khát rồi sang đây cho bữa ăn cùng. Các bạn này, có bạn nào bây giờ đang có ý định gọi điện cho tôi để đòi nợ thì tôi thông báo cho các bạn biết. Điện thoại của tôi thì ông Bờ mới mượn rồi, sáng mai ông mới giả. Có gì chiều mai gọi được thì lúc đấy tôi nhiều khả năng cũng đã xoay được. Xoay vỉ thành công. Đấy đã, úi giời, câu những con voi đúng rồi. Bây giờ một cái môn thể thao thì lúc này môn thể thao mạo hiểm. Cứ mỗi một con voi ông câu về là gãy một cái tay của thằng dân. Rồi ăn xong là Gunny nhường rồi. Cũng nào vào bú. Ôi giời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì tôi nhìn thấy cái gì vàng vàng lên đời sớm thế. Tôi chết rồi. Tôm hình như ông đã lên đời 2 xong rồi hay sao ý nhỉ? Thằng Chipboy cũng đã lên dòng A rồi. Cứ đóng cái lạnh được anh ạ. Bây giờ chém người ta còn nhanh như ngày xưa nữa đâu. Nô 1, 23/24. Úi giời, đang lựa chọn. Vâng, đang sự lựa chọn hoàn hảo. Tìm cho mình cái vị trí mà đứng cuốc vàng trông nó đẹp nhất. Như con gái ở thôn tôi, ra đồng trồng khoai thế này. Cong hết cả lên. Để cuốc. Rồi, chúng ta sẽ xem anh kỹ sư nô 1. Mồ côi người yêu ối rồi. Anh sẽ biểu diễn cái màn của mình như thế nào. Rồi đuổi đi, đuổi tới số. Đúng rồi, ghe công, đúng rồi, mang Gunny ra đấy mà ghe. Sốc đi anh, sốc sốc sốc, sốc. À đấy rồi, không sợ nữa rồi, sốc thôi. Sốc, sốc. Rồi được, được rồi. Coi như thì con ngựa giò kia cũng được cái án tử, đeo cái gông vào cổ. Chứ các bạn biết bây giờ cái tầm tôi tối này mà về làng tôi thì lấy đâu gọi đâu, mà ốm đau mà đột tử ra đấy thì lấy đâu ra gọi đâu ra thầy thuốc. Bây giờ xây làm sao nhà P mà ra chữa bệnh cho cái con ngựa giò đấy bây giờ. À chém chọc xuyên cái anh, chạy chạy chạy, luộc con ngựa giò, luộc con ngựa giò. Vâng, vâng, đặt cái án tử cho con ngựa giò cái rồi. Chúc mừng Gunny. Phiết, đúng rồi. Kenny sang. Sóc được tân cung đầu tiên chứ anh. Vâng, một trong 64 Lê Thanh Nghị. Vâng, và vừa có một tên nghĩa là vâng, và một cơn gió lạ. Vâng, ba bạn nữ không biết là đồ của ai. Bước lên trên này nghĩa là hút một cái là sạch khói. Tôi thấy mũi thông ra hẳn. Thấy con người nó sáng sủa ra, tâm hồn nó trong sáng. Từ chiều đến giờ trong cái tầng 3 này các ông thả đây khoảng mấy chục bao thuốc rồi, khói thuốc. Jimmy Nguyễn. Ai dạ, úi trời ơi, bị vào chum rồi, tôi vừa ngó đi một tí. Vâng, và sáng ngày hôm nay thì sếp của tôi có mua một cái két về, tôi đã bảo sẵn từ sáng rồi. Đấy, anh ơi cho em gửi cái đôi dép vào cái két để tránh anh bờm anh ăn trộm. Thấy đôi dép của tôi nó đẹp, mặc dù bị đàn cho con rồi tôi nhai cũng toe toét ra rồi. Thế mà cuối cùng là ai đã ôi giời ơi, còn một thằng nó cũng không tha. Ôi giời, Tôm ơi là Tôm. Buốt vậy. Thôi, cứ co giò này mà chạy thôi. Múc được lại con giò, chứng tỏ là mình là người biết, là người biết ăn miếng trả miếng. Vâng, và tôi giết rồi lô 1. Chẳng nhẽ ngày hôm nay tôi lại là người thất bại sao? Cung gờ của Chipboy đã sang thủ hộ đây rồi. Tạm thời là vẫn đỡ được. Ngày hôm nay mà tôi không biết, ôi rồi tôi hỏng rồi, mất nốt đôi dép này. Tay bầm nó tay thâm thế nhỉ, tay thâm nho. Gõ, gõ, người nghiến răng lại gõ. Ôi cái gì thế này? Ôi rồi ôi, tham của anh sẽ tụt còn dưới 10 thôi, sang xem Kenny sang nhanh không nên bị tụt huyết áp tôi ngất ra đây bây giờ. Kêu giời kêu đất lên rồi, ôi giời ơi, bắt đầu lại giờ Chipboy lại bắt đầu đọc bảng chữ cái rồi, sắp sửa đến lượt anh đọc bảng chữ cái rồi. À ôi giời, nào chuẩn bị nào, nào chuẩn bị nào. Á ôi giời, á ôi giời ơi, ôi giời hỏng rồi. Và các bạn đừng có comment trên thanh chat là bảo là tôi cứ loanh quanh như đôi dép, thử đôi dép là vào các bạn xong. Các bạn có biết là đôi dép này Châu Việt Cường tặng cho tôi ở cái hôm hội chợ ở dưới Chí Linh của tôi không? Vâng ạ. Đây thực ra tôi cũng nói là tặng cho nó oai mồm, cho nó sướng mồm, chứ thực ra là tôi có phải tặng đâu. Thấy tay Châu Việt Cường đứng xỏ đôi dép, đứng hát gần ở chỗ sân khấu, mình thò tay bảo đòi bắt tay, thế là thôi. Châu Việt Cường thò tay ra bắt tay, tôi túm tay tôi giật luôn, tôi túm ở chân tôi nhân nên tôi giật luôn đôi dép. Thế là giật được một chiếc, thế còn chiếc còn lại thế là cuối cùng là ông ấy thấy tôi giật được chiếc kia rồi, cười tươi rồi, bảo thôi đây, anh giả nó chú, vẩy ra cái là tôi vẫn vờ được, thế được đôi dép của Châu Việt Cường. Thế nó mới quý chứ vào bình thường thì dép tổ ong 360 đỗ thì tôi vất thừa đầy ở nhà đấy, các bạn có đến và lấy bán sắt vụn thì lấy. 59 64. Ôi giời, đã ăn vàng rồi, nhiều khả năng lại đòi lên cung A. Ôi ok, cậu quay xuống anh ơi. Vâng, và Tôm. Bây giờ tôi mà bật sang màn hình máy của lô 1 chắc đột tử ở đây, lăn quay ra đây mất. Ôi, không dám xem. Rồi Gunny pau xe. Đúng rồi. Tham đang đè 5545. Nhiều khả năng nốt tên này vào gạ người yêu Chipboy và thôi em ơi. Xem coi cái bánh mì nó mua cứ tống vào mồm anh như mồm thằng Lô Một có được không? Nghĩa là nó trả lời thế nào. Giờ phút này thì các bạn, vâng, có nhà vừa mới ăn cơm xong mới nhắn tin cho tôi bảo là anh ơi em vừa mới ăn cơm xong, anh cứ bình luận tiếp đi. Vâng, hôm nay các ông ấy đánh mười mấy C cơ mà. Giờ úi dạy, mút, thì mút này, co chân lên chạy này. Tôm, Tôm cầm cái gì? Vâng, mà Tôm, Tôm ơi, anh cầm cái gì hả Tôm ơi? Trời ơi Tôm. Ái da, thế Gunny lên cung rồi, Gunny cũng lên cung Nga rồi. Nhưng mà tôi đoán nhà kia là nhà gì kia? Paliman và Greg. Vâng ạ, hai anh cứ lên được cung A. Trận này cửa lại sáng, nghĩa là sáng như ngọc trai, mà sáng như tàu ngọc trai đen. Lớp lém lỉnh đâu rồi? Lớp lém lỉnh bây giờ anh đang ngồi bên kia, vâng mà anh đang lớp lém lỉnh bây giờ đang chui hốc thưa quý vị và các bạn. Vẩy như vẩy cá. Ok, có định kéo cung G vào để thủ không? Bây giờ đang bị đục kìa. Vâng ạ, sang lại bắt sống tên này của Tôm. Này thì Tôm này lên được cung A, ván này là sẽ cân được bản đồ. Irelanca giờ này cũng bắn thuốc lào để lên giường đi ngủ rồi. Bây giờ vào đây, vào chum, vào trum. Ôi giời ơi. Irelanca hôm nay là 41 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên tại Phanco. Vâng, là sinh ra trong một gia đình có bố anh làm nghề thầy thuốc, mẹ anh làm nghề bán hoa quả ở chợ. Rồi mọi người cũng muốn đặt cho anh một cái tên rất là dễ nhớ cho nên đặt tên của anh là Irelanca. Ngày xưa là cũng đẻ được anh ra, cái là bố anh ra sang hàng xóm hô ôi là Irelanca, có Irelanca rồi. Vâng, mà mấy ông Việt kiều gần nhà tôi ông về là ông thấy ông bảo thế. Rồi thang 77/80. Hôm nay các bạn xem có con nô 77/80 nào không? Từ chiều đến giờ tôi thấy Kenny sang các ông cầm toàn thế thôi. Nô một đi, anh toạch hẳn chưa? Hái xả 12/64 vẫn ngấp ngoái, vẫn còn có tính chất thi đấu. Ơi, xin con nạc đà có tí máu thế làm gì hả anh? Mà bây giờ lại ra chữa bệnh cho nó đến nửa tiếng sau nó mới hồi thì hồi máu. Úi dồi ơi. Và các bạn có thể đối độ máu, độ phiêu của Lô 1. Úi giời, một ông phù thủy và ông thầy thuốc. Thầy thuốc là nhân từ, đứng giữa một đàn chém của đối phương và anh vẫy tay ra chào. Mình xin. Không biết bây giờ có các bạn nữ là các bạn mà xem Maoe không thì các bạn cũng thông cảm, mà tôi thì cũng gây thù hằn với khá nhiều bạn nữ rồi. Vâng, người yêu của các bạn hay là tôi toàn rủ đi đánh chế thôi. Vâng, ở trong lúc mình thì FA, người yêu các bạn tôi cứ rủ đi đánh chế và cũng như phục vụ đến tất cả các bạn nam và cũng như tạo cho các bạn nữ dần quen dần với bực dọc và lo âu đi là vừa. Úi giời. Úi giời, đây vào vẩy e, giải e nhờ. Úi giời ơi, giải ơi, anh giải ở sau mông nữa cơ mà. Vâng, đuôi cong lên như đuôi bò. À đây rồi. Chúc mừng 3 con chém không phải vẩy e. Chạy qua cái chỗ đấy thì cũng tuốt hết cả xác lên. Lên được nhiều A đi anh. Anh hãy lên nhiều A vào và anh đọc bảng chữ cái cho em nghe. Vâng, úi giời, vẩy bắt sống rồi. Vâng mà bỏ tù. Vâng mà chỗ này, vâng mà đưa một đội vào dọn dẹp thôi. Vâng, ở đây dịch Ebola đã được khoanh vùng rồi, bây giờ các anh chỉ có việc là bóp và tiêu diệt thôi. Vâng, chúc mừng phiến quân IS. Ông định làm cái gì? Ông đã là cái gì sao bên Liên Xô mà vào đây à? Vào đây. Vâng, bên kia Paliman lên cung A, các bạn có thể thấy độ X-Men à, độ người X của game thủ Gunny. Ái rằng ngoáy này thì chọc này thì thọc này thì ngoáy này, cung G Paliman gặp cung G Sen cũng phải xoắn quẩy hết, bởi vì bên tôi nghĩa là đẻ liên tục cơ mà, sữa lúc nào cũng đủ vài vỉ một ngày để mua cho con uống. Rồi đậu đây rồi. Úi giời ơi, vào rồi, vào nói nhỏ với anh Tôm em xin cái tham nhà anh. Ai mút đấy, mút chưa vâng ạ. Úi giời ơi, xoắn hết cả lên rồi. Đây này, úi giời ơi, các bạn có thể thấy vâng mà ông Tôm. Giờ phút này thì tôi đồ rằng ông Tôm ông ăn đến bãi vàng thứ 3 rồi. Ông luốt nước bọt rồi. Vâng, xem nô 1 chưa? ấy. Vâng, nô một đang nhốt được nhà Tom, đang vào room nhà trộn nhà tôi, nhà Tom. Vâng, và tôi cứ tưởng là lô một cuối cùng trận này anh sẽ ngồi ngoài và bắn điếu cầy, hóa ra là anh cũng nhốt được. Chúc mừng anh, úm cả dân rồi. Còn duyên thì kén cá dọn canh, hết duyên thì sốc bằng tất. Vâng, đúng rồi, lừa đạo chém ra đây. Đấy, thấy phù thủy đứng đây rồi, ra đây anh ơi, úm hai con chém ở ngoài. Vâng, mình xin, mình Nguyễn Văn xin. Sự mà xin trọn vẹn rồi. Vâng, và cuối cùng thì tình cảm cũng được trao cho nhau trọn vẹn. Vâng, yêu thương không chỉ là ngọn cỏ, mà yêu thương nó còn cả là thuốc lào và cũng như bánh mì và mì tôm trứng. Ngày hôm nay tôi có cái điếu cày mà không biết các ông ấy bắn mãi rồi, không biết các ông đã biết đổ nước vào chưa. Đuổi. Vâng, và Gunny bắt đầu xoắn rồi. Người anh cả Gunny bắt đầu cũng bảo mấy thằng cung A thôi sắn quần nên mà đi về em ạ. Chờ tí nó sang đầu hàng thì đầu hàng, còn không thì thôi. Anh về ăn bát cơm, đưa mỗi con cung A đứng 4 góc bản đồ. Về ăn xong cơm ra nơi thì lúc đấy Chipboy và cũng như Tom, Chipboy và No 1, hai anh đói ngã ngửa ra, mờ mắt ra. Vâng. Đây rồi, vậy có vẩy e không anh? Vâng, giải e và mông sẵn đi anh. Vâng, và ui giời, anh không thèm vẩy e rồi. Vâng, và chỗ nào cũng có thể tuốt cả. Vâng, và anh cứ kéo cung kéo căng cả ra, chỗ này vài tuốt là hết sạch chứ bao nhiêu. Vâng, mà bây giờ đang có một cái vụ nữa đây gọi là đồ sát ở ui giời ơi. Tưởng gì sai chứ nãy tham đè rồi. Vâng, sức phát triển của Paliman mà các bạn có thể thấy. Gunny, Paliman đánh công A. Vâng, mà bây giờ xác của anh hài cốt. Vâng, mà tôi ra xin hai cái xương ống kia về linh. Vâng, nghe chết khiếp đi được. Kia kìa, nó kia kìa sếp ơi. Vâng, mà bây giờ các bạn có thể thấy AOM 1234 và bây giờ đang tưng bừng hết đây rồi. Vâng, bọn ông BB mắt nồi, Seco mỏ nhọn, van lớp đầu của bọn Tuti giả khụ. Vâng, và các ông ấy cũng đang ngồi đánh rồi. Vâng, và sức khỏe cũng khá tốt, nhưng mà bây giờ tôi thấy là bên tôi vẫn là trì hơn. C đấu thứ 9. Đấy rồi, vào đây, vào chum, vào trum, vẩy sẵn giải sẵn e đằng sau đã vào không cho ra nữa anh ơi. Nữa rồi nhét vào cho ra nó khó chịu lắm, không biết à. Này, tưởng ăn được à. Nói là tưởng ăn được à. Vâng, là không ưng đâu. Tôi ngờ toạc cơ mà. Toạc chưa? Vào đây. Vâng, và sau đây có lẽ là ôi dạ, thôi chết rồi. Gunny đã lên được 4. Vâng, mà tôi không hiểu tại sao. Vâng, ốp luôn nhà Gunny đi. No 1 anh còn cái gì không? Anh mang cả cái tất. Vâng, là cả tháng rồi chưa giặt, sang nhà Gunny đi. Vâng, anh sang chăn dắt nhà Tom. Đục vào, khoét vào, đưa hết mấy con chém vào đây, bỏ qua đi. Bây giờ hãy hát bài vượt qua của Ưng Hoàng Phúc đi. Gunny lên 4 và anh ta sẽ oảng, sẽ toạc chưa? Đục vào, xúc. Vâng, và tôi nghe giống cái tên của cái tay nào mà tay già khụ mà đứng trên Yahoo chat ấy. Vâng, và đây rồi, cứ vào moi móc thôi, xi móc moi. Vâng, Chipboy đẩy đi anh ơi, anh mang bằng tất sang cho em đi, em run lắm rồi. Vâng, là C đấu thứ 9 đấy anh ạ. Còn C đấu thứ 9 đấy, để tôi xem lại tỷ số, là từ nãy giờ quên hết cả rồi. Đâu rồi? Đâu? Vâng, C đấu thứ 9 trận đấu đầu tiên. Vâng, đây rồi. Đang là tôi tươi rồi, cứ đứng ốp A thôi. Cứ đứng ốp A, đưa 1 2 con cung G vào. Bắn chiêu tức chơi thôi. Bây giờ bảo đi đâu đấy? Vào đấy hát chơi thôi. Đã khạc ra lửa à. Hoa ra bạc khạc ra lửa à. Viết hết. Ái giả. Úi giời. Ăn được à. Vào đây, rào tum, vào trum. Ôi giời, còn hóp rồi, anh hùm lúp. Ôi giời, voi điên à. Này thì voi điên cũng chỉ một tuốt thôi. Đổ. Đúng rồi. Đâu rồi, xem game thủ một ván này thế nào. Ngày xưa anh trèo tường nhà bạn gái nhiều lắm cơ mà. 24/28. Vâng, lô 1 các bạn có thể thấy cái độ nhân từ của anh. Vâng, Ilha và Victor Virus rồi sao nhỉ? Đúng rồi, chiến thắng Gunny sai rồi, đúng rồi. Tôi vừa định kể đến chuyện lô 1 ngày xưa leo vào nhà bạn gái và anh cũng nhân từ phải biết. Chó bạn gái cắn còn tiêm phòng dại cả cho chó nhà bạn gái cơ. Hôm nay thầy thuốc anh mang ra để chữa hết cho chém rồi cho dân. Chúng ta hãy chờ đợi trận đấu thứ 2 của C đấu thứ 9. Còn trận đấu này kéo dài đến 41 phút. Đến giờ này mà các anh còn 41 phút tôi đến bó tay.